Một tình huống sút xa đã có bàn thắng cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Quá đẹp mắt. Tỷ số là 1-0 và người ghi bàn là cô Vượng, rất bất ngờ. Niềm vui của các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai. Ở tình huống dứt điểm đầu tiên của đội khách thì Bùi Tiến Dũng đã bị vượt qua. Một tình huống dứt điểm xuất sắc của Công Phượng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Công Phượng có bóng và Ngô Hoàng Thịnh đã không áp sát. Một tình huống dứt điểm rất căng của Công Phượng. Và Bùi Tiến Dũng đã không thể có một tình huống cứu thua. Được chuyển dài lên phía trên cho Phi Sơn. Khá nguy hiểm, Phi Sơn. Một sai lầm của cầu thủ Hoàng Gia Lai đã bị trả giá. Bóng có lẽ đã chạm vào người của A Hoàng. Và khi mà thủ môn Văn Tiến đã dâng cao, đó là một tình huống quá đơn giản cho một cầu thủ có kỹ thuật như Phi Sơn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Một tình huống tưởng chừng như không nguy hiểm khi chỉ có một mình Phi Sơn ở phía trên và có tới ba cầu thủ của Hoàng Gia Lai vây quanh anh. Nhưng bóng đã chạm vào người của A Hoàng trong tình huống anh di chuyển không quan sát. Thủ môn Văn Tiến cũng đã vội vàng dâng cao và để lại khoảng trống quá lớn để cho Rosa Douglas. Và chạm bóng đầu tiên của Rosa Douglas rất khéo léo, tuy nhiên đó lại là một đường chuyền không thành công. Cơ hội dành cho Công Phượng. Rosa rất nguy hiểm. Tỷ số đã được mở dành cho Hoàng Anh Gia Lai ngay phút thứ tư của trận đấu. Và Công Phượng là người ghi bàn. Bàn thắng thứ 5 của tiền đoàn này ở mùa giải năm nay. Lại là một bàn thắng vô cùng đẹp mắt nữa đến từ cái chân của Công Phượng. Một sự khởi đầu tuyệt vời dành cho đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Trong ngày mà Công Phượng đeo bằng đội trưởng thì tiền đạo này đã biết cách để lại dấu ấn của mình. Cuối cùng thì những nỗ lực của đội chủ nhà đã đền đáp. Bóng rất đẹp mắt của Trần Phương Sơn. Tỷ số được hòa 1-1. Phương Sơn ngày nay chơi rất quyết tâm. Bóng đá sượt chân cầu thủ của Bình Dương. Sau đó là cung lưới của Đức Cường. Bình Dương đã quá lơi lỏng trong việc chạy người. Phương Sơn đã có đủ khoảng trống để tung ra cú đá chân phải. Công Phượng dứt điểm. Và đây là điều mà rất nhiều người trông chờ, trong đó có cả bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng. Cuối cùng thì Công Phượng đã có được bàn thắng cho riêng mình và rất nhiều người đang chúc mừng số 10 bên phía U23 Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý của Công Phượng. Xử lý tự tin, đổi hướng và thực hiện cú sút bằng chân trái hiểm hóc. Phi Sơn, vẫn là Phi Sơn, sút, rất nguy hiểm vào. Như vậy là Phi Sơn đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Như vậy là ngay sau khi ghi bàn san bằng tỷ số, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An một lần nữa lại vượt lên dẫn trước. Bàn thắng do công của Phi Sơn ghi được ở phút thứ 11 của hiệp đấu thứ hai. Văn Toàn dứt điểm, quá đẹp mắt. Bàn thắng rất hay của Công Phượng. Tỷ số được mở cho Hoàng Gia Lai. Một pha phối hợp nhanh rất đẳng cấp. Pha ghi bàn thứ hai của Công Phượng tại Cúp Quốc gia năm 2018. Phi Sơn. Đường chuyền của Phi Sơn dành cho Ola. Khá hay, Phi Sơn, cơ hội. 1-0 cho Sông Lam Nghệ An. Một pha vượt hoàn hảo của đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An được kết thúc bằng cú dứt điểm chính xác của Phi Sơn. Đó là một pha tấn công thẳng vào trung lộ và bất ngờ đã tới. Bàn thắng mở tỷ số đã đến rất sớm với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Cùng xem lại tình huống ghi bàn của Phi Sơn. Một tình huống mà số 10 của Sông Lam Nghệ An đã sộc thẳng vào trung lộ. Không có nhiều sự truy cản tới từ cao vệ của Sài Gòn FC. Quá khó khăn để cho cao thủ phòng ngự của anh Gia Lai có thể ngăn chặn được. Nỗ lực của Công Phượng.
Hoàng Thiên đường truyền sang cho Luka Đức. Công Vượng đã có bàn thắng thứ hai cho Hoàng Anh Gia Lai, 2-0 cho đội chủ sân Pleiku. Đó là một pha băng vào xoạc bóng cận thành. Chắc chắn trước khung thành của Phí Minh Long, và khi mà có thể vượt qua được Gonzalo thì Phí Minh Long lại chơi xuất sắc. Dứt điểm vào rồi, rất bất ngờ khi mà những cú sút trước đó của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An không thể vượt qua được Phí Minh Long, thì trong tình huống vừa rồi Phi Sơn đã làm được điều đó. Tất cả các cổ động viên của trên sân vận động Vinh đã đều đứng bật dậy để cổ vũ và ăn mừng bàn thắng của Phi Sơn. Cú sút rất quyết đoán ở sát vòng 16m50, và lần này thì Phí Minh Long đã hoàn toàn bó tay từ một quả đá phạt góc. Không có một ai kèm Phi Sơn ở trong tình huống này. Vẫn là Văn Hậu đứng chuyền vào, vẫn còn Văn Thành, Quang Hải, Công Phượng dứt điểm vào, siêu tầm của Công Phượng. Một pha sút bóng quá đẹp của tiền đạo bên phía câu lạc bộ đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai, siêu phẩm. Bàn thắng này chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. 2-1 cho UEFA Việt Nam. Cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An, Phi Sơn, vẫn là Phi Sơn, đường chuyền vào, tỷ số là 1-0. Cố gắng của Phi Sơn đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Một tình huống mà Phi Sơn đã rất nỗ lực để đi bóng và tung ra đường chuyền vào dành cho đồng đội. Pha bóng đó của Phi Sơn đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Văn Toàn dứt điểm, quá đẹp mắt. Bàn thắng rất hay của Công Phượng. Tỷ số được mở cho Hoàng Anh Gia Lai. Một pha phối hợp nhanh rất đẳng cấp. Pha ghi bàn thứ hai của Công Phượng tại Cúp Quốc gia năm 2018. Tìm kiếm bàn thắng vào lưới của nhau. Phí Sơn, đây là cơ hội cho câu lạc bộ Luka Đức. Phí Sơn, một không cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và đó là Phí Sơn. Một pha dứt điểm tưởng như không có gì nguy hiểm của Phí Sơn, một tình huống sẽ bóng bằng mũi giày. Bóng thì lập bập rất nhẹ nhưng lại trở nên quá khó cho thủ môn. Bàn cấm chỉ đạo từ phía ban tổ chức giải. Tỷ số là 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Ngay từ những phút đầu tiên thì Công Vượng đã vẽ nên một đường cong bay thẳng vào khung thành của FLC Thanh Hóa từ chấm đáp. Bàn thắng mà Công Vượng đã ghi được ở kỳ SEA Games 2018 cũng từ một tình huống đá phạt như thế này. Pha treo bóng vào góc cao, không cho thủ môn Nguyễn Thành Thắng một cơ hội nào. Công Phượng rất nguy hiểm, 3-0. Hoàng Anh Gia Lai đang chơi cực kỳ thăng hoa. Họ đang cố gắng tìm bàn thắng thứ hai, quá nguy hiểm. Phi Sơn đã lập công. Tỷ số bây giờ đã được nâng lên 2-1 cho đội khách Sông Lam Nghệ An. Hai ngôi sao sáng trong đền của Sông Lam Nghệ An, Quế Ngọc Hải và Phi Sơn đã lập công. Pha đi bóng của Phi Sơn rất hay, Công Phượng đã có bàn thắng rồi. Vâng ạ, đó là pha kiến tạo của Ronaldo xứ Nghệ và người ghi bàn là Messi phố núi. 1-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Không còn gì tuyệt vời hơn khi Ronaldo gọi và Messi trả lời ngay. Một tình huống đệm bóng cận thành trong một tình huống tấn công rất nhanh, nhưng công lớn phải thuộc về Trần Phi Sơn.
pha đi bóng khiến cho hàng thủ của câu lạc bộ Hoga United biến thành những gã hề, và cú đệm bóng bên trong của Công Phượng là rất là hợp lý và đủ tinh tế để giúp anh có bàn thắng thứ hai tại AFC Cup.